hiểu về đai máu đạo đầu gối. Thì Hoàng Sơn có một video về đai điều trị đầu gối nha, dành cho ông bà mình lớn tuổi, mình cần đai càng lớn. Và đây là đai hỗ trợ dành cho những người chơi thể thao, hoặc là mình cần nó gọn nhẹ để ra đường, thì cái này nó sẽ nhỏ hơn cái đai điều trị ha. Cái này là mẫu là phi size à, dùng cho mọi người dùng được. Chân trái thì phải được dùng dạ nhau. Vâng, chân trái thì phải đều dùng được. Nó có hai cái thanh nẹp, mình dán bên trên và dán bên dưới. Cái thanh nẹp lớn mình đeo bên trên, nẹp lớn bên trên mình kéo căng ra rồi mình dán vô. Thì nó bỏ nó thoải mái. Rồi bây giờ mình dán cái nẹp bên dưới nè. Mình dán lại bên trên nó cứng lại. Rồi. Dán vô. Rồi mình sẽ có hai bước ha. Bước thứ nhất là mình chỉ dán cho nó cố định. Bước thứ hai là mình siết chặt bên dưới và sau đó mình siết lại bên trên. Thì cái này nó chỉ có hai đai nẹp thôi, dành cho những người chơi thể thao, giống như là võ thuật hoặc là vận động chạy ha. Đó. Còn nếu mà như bà con mình dùng cái đồ điều trị á, nó sẽ có thêm hai cái dây nẹp nữa, nó kéo căng siết mạnh hơn. Đặc biệt là đối với những người ông bà mình lớn tuổi cần điều trị. Còn cái này là để hỗ trợ cho những người chơi thể thao và mình khi ra đường nó rất là gọn nhẹ. Đây cả nhà thấy không? Nó rất là thoải mái khi mà mình vận động chỗ này. Rồi cái này thì nó rất là dễ sử dụng, nó là có một size cho tất cả mọi người, chân trái chân phải như nhau. Còn cái lực này mình muốn mạnh yếu là mình có thể siết do mình thích ha. Rồi đó nghe. Cái này nếu mà như mình sử dụng lâu dài thì sao ha? Dạ cái này mình đeo mà lâu ngày cũng có bị dơ thì mình giặt xà bông tay mình phơi trong mát. Cả nhà mình nhớ giặt xà bông và phơi trong mát nha, để có thể sử dụng được lâu dài. Cái này là bằng sợi carbon nên nó rất là thông thoáng, dành cho các bạn chơi thể thao ha. Rồi cảm ơn mình thị thực. Cả nhà mình biết thêm thông tin chi tiết thì gọi cho Hoàng Sơn ở bên dưới, hoặc là xem thêm các thiết bị hỗ trợ của Bonbon ở trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.